Tổng kinh phí mà Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi từ nguồn ngân sách thành phố để tổ chức các hoạt động và chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024 là hơn 915 tỷ đồng. Thành phố sẽ tổ chức các hoạt động chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng xuân nhằm tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc cho các cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố thi đua lập thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời thể hiện sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân của các ấp cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố. Thưa quý vị, tiếp tục hoạt động thăm hỏi nhân dịp Tết Nguyên Đán, sáng nay đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu các sở ngành đã đi thăm chúc Tết các chức sắc Phật giáo tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Đến thăm Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp và tâm huyết với Phật sự của Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu. Nhân năm mới Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ chúc Đại lão Hòa thượng luôn dồi dào sức khỏe, bình an, thân tâm an lạc, tiếp tục có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp hoằng dương Phật pháp, dẫn dắt, hướng dẫn cho các tăng ni, Phật tử đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Tại chùa Vĩnh Nghiêm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ đã vấn an và chúc trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, đệ nhất phó pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đón năm mới mạnh khỏe bình an, luôn là chỗ dựa tinh thần cho Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Trong niềm hoan hỷ, trưởng lão Hòa thượng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và cho biết giới tăng ni Phật tử sẽ luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc, đóng góp cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Cũng trong sáng nay, đoàn đã đến thăm và chúc Tết Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Kiểm soát Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thượng tọa Thích Bình Nghĩa, trụ trì chùa Hưng Phước, quận 3.